Dạ vâng, đầu tiên cho em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể anh em là thợ đi bẫy gà rừng và anh em là thợ đi bẫy chim, bẫy cu gáy, bẫy chim sẻ. Hôm nay em lại cập nhật cho các bác tất cả những mẫu loa hot nhất của 2023 nhé. Hôm nay đầu tháng có một chút thời gian rảnh để làm một cái video chiên các bác khách hàng và những anh em đam mê đã cùng đồng hành cùng với shop em trong một thời gian rất chi là dài. Thì hôm nay em sẽ gửi cho các bác những món quà đầy ý nghĩa, trao tặng yêu thương, thứ hai là san sẻ niềm đam mê của mình cũng như của anh em. Để hôm nay em sẽ tặng cho các bác những món quà gì thì các bác hãy xem nốt hết video nhé. Hôm nay tất cả những cái loa em giới thiệu đây là những mẫu loa mới nhất và em sẽ bán và vừa bán vừa cho vừa tặng cho các bác, sướng không? Những mức giá bằng một nửa tiền, bằng một nửa tiền nhé, các bác không nghe nhầm đâu ạ. Các bác không thể nghe nhầm, hôm nay em Lộc sẽ tặng cho các bác một nửa tiền cho các bác ở những chiếc loa đang có mặt trên cái video này. Và đặc biệt mỗi chiếc loa chỉ được tặng các bác một bác hàng, khách hàng đầu tiên có mỗi một chiếc loa này thôi. Các bác nhanh tay nhé. Thì bây giờ không để các bác lại lâu, em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu sản phẩm đầu tiên của em. Đó là hàng bình dân nhất. Đó là đây, là con Giáp Sông 898 này các bác này. Giáp Sông 898 là loại 1 các bác nhé. Đấy, con này đang trên thị trường đang bán khoảng hơn 400.000 nhá. Em sẽ báo giá công khai từng mẫu loa. Đấy, chức năng này các bác đã được cải tiến tiếng Anh, rồi là rất xịn sò nhá. Bản 2023 có bào Bluetooth này, có đèn LED hiển thị pin này. Đây là tăng to nhỏ này các bác này, đây anten kéo ra để cho bắt được xa hơn này. Để cầm tay nghe các bác nhé. Đây tắt bật ở đây các bác nhé. Đấy. Thì em sẽ báo giá luôn, hôm nay em sẽ chiên các bác, em sẽ để lại cho các bác cái giá bao nhiêu ạ? 200.000 cái loa này nhá. Ok, các bác không nghe nhầm đâu. 200k 898, các bác làm nhanh tay thì liên hệ với hai đầu số của shop nhá. Hãy like và đăng ký kênh và chia sẻ cho anh em bạn bè để săn được những cái chương trình sale của và chiên của shop nhá. Cảm ơn các bác. Đây, con thứ hai là con Daily Q93 Bluetooth. Đấy. Các bác nhìn này, vỏ mình hợp kim nguyên khối nhá. Pin của lại con này thì khủng lắm các bác ạ. Đấy, con 2200mAh, nó tương đương khoảng hơn chục tiếng các bác nhé, từ 13 tiếng. Công suất là 180W. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Chắc chắn ok không? Phiên bản tiếng Anh đặc biệt nhá. Nó loại 1, đấy, có USB này, thẻ nhớ này. Đấy, rồi là đường sạc này 5V các bác nhé. Đấy, các bác thấy ok không? Đây là cắm tai nghe này. Đấy, đèn LED hiển thị này. Đấy, rất xịn sò, đây là hiển thị phần trăm pin và bài ở đây các bác nhé. Đây, các bác này Bluetooth đây. Có chế độ chuyển chế độ nhé, rất chi ok. Con này em sẽ để cho các bác bao nhiêu ạ? 400.000. 400.000 nhá. 400.000 con Daily Q93 này. Con Daily Q93 này lúc giá bình thường ra thẳng là bao nhiêu ạ? Con Q93 này là nó đang ở cái giá là 650.000 các bác nhé. Đấy, còn đến 620.000 hôm nay em sẽ để các bác là 400.000, ok. Tiếp theo là con AT101 nhỏ như có võ đây. Đấy, cũng là phiên bản đặc biệt các bác nhé. Đấy, dùng bằng tiếng Anh rồi. Đấy, bên em đã đặt hàng và cải tiến rất là đẳng cấp. Công suất của nó thì cũng như con kia là 180W. Và pin của con này thì khủng luôn các bạn. Con này pin trâu luôn, 4000mAh các bạn. Con này thì pin tầm 15-18 tiếng các bác ạ. Đấy, vỏ thì cũng là hợp kim nguyên khối các bác nhé. Đấy, con này thì là con AT101. AT101 thì trên thị trường hiện nay đang bán là 750.000. Thì em sẽ để cho các bác là 500.000 nhé. 500.000 các bác nhanh tay nhé. Mỗi bác chỉ được nhận một phần quà thôi nhé, mà mỗi một sản phẩm được tặng các bác một cái. Ok. Đấy, đến con thứ hai em muốn giới thiệu các bác, đó là con hàng hot nhất đây, là con AT108 mà vỏ nguyên khối hợp kim. Đấy, bác ơi chắc chắn, quá chắc chắn đúng không? Đây. Còn nó công suất của nó này các bác này, các bác nhìn thấy không? Công suất của nó khủng luôn con này ấy. Con này pin lên tới khoảng 15 tiếng. Đấy, 15 tiếng 4000mAh các bác nhé. Công suất là 280W, nó ngang như một cái loa phóng các bác ạ. Đấy, 280W, ngang một cái loa phóng. Con Bluetooth có hiển thị phần trăm pin này. Đấy, dùng bằng tiếng Anh này các bác nhìn thấy không? Đây. Đấy, hiển thị bằng tiếng Anh này, hiển thị bằng trăm pin đây và báo số bài đây, USB đây. Đấy, tai nghe các bác ạ, rất chỉ là ok đúng không? Cái này có cả tua đi tua lại các thứ, nick các thứ luôn. Đấy, rất xịn sò nha các bác nhé. Con 108 này thì hiện tại đang bán là giá bao nhiêu ạ? 850.000 thì hôm nay em sẽ bán cho các bác là 500.000 đi, cho nó máu, 5 lít nhá, 5 lít cho nó chắn tiền.
Ok. Đấy, hôm nay em lại tiếp tục chiên các bác một con nữa là con Q92. Q92 đại lý Q92 nhé. Đại lý Q92 phiên bản cũng tiếng Anh đặc biệt các bác nhé. Đấy, chức năng này, con này có cả ghi âm loa nhé các bác nhé. Chức năng có cả ghi âm loa, còn mọi chế độ khác thì đều giống nhau hết. Các bác nhé, nhưng con này đặc biệt hơn là có chế độ ghi âm loa. Ok chưa? Các bác ơi, chỉnh bát check đây. Bỏ hợp kim nguyên khối các bác nhé. Đấy, Q92. Đẳng sơ cấp luôn, 180W, 2200mAh nhé các bác nhé. Đấy, nó có sách máy có trứng luôn. Ok. Rồi em tiếp tục qua một con sản phẩm nữa cho các bác. Con này thì em sẽ để bao nhiêu? Q92 này em sẽ để cho các bác là 600.000. Đấy, 600.000 nhá. 600.000 Q92. Ok, các bác nhanh tay chốt nhá. Đến con thứ 6 là con cuối cùng trong trong phiên giảm giá ngày hôm nay để tặng quà các bác là con AT100 đình đám hot nhất thời đại đây. Đấy, đã cũng được cải tiến rồi. Đây. Chế độ giống như con 108 cũng là có chế độ ghi âm loa các bác nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ này, chế độ ghi âm loa này. Đấy, rất là xịn sò. Cũng màn hình dùng bằng tiếng Anh. Đã có màn hình báo pin này. Còn trong pin nó báo bài đây. Khi nào sạc thì nó sẽ báo đèn đỏ. Ở đây là hết pin, đèn xanh là đầy các bác nhé. Vỏ hợp kim nguyên khối này. Các bác này có hãng Samsung thì uy tín rồi đúng không? Đấy, công suất loa thì đẳng cấp rồi, 4000mAh rồi và 280W. Đấy, tương đương với mười mấy tiếng đi rừng của các bác thì thoải mái luôn đúng không? Đấy, con này hiện tại thì bây giờ đang trên thị trường này giá bao nhiêu ạ? AT100 giá bao nhiêu ạ? Anh em comment xem nào. AT100 con này giá 800 thì hôm nay sẽ để cho các bác giá 650.000. Ok, các bác như đây chốt với hai đầu số bên shop nhé. Tất cả phụ kiện đi kèm các bác không, tất cả những loa này là loa đời mới nhất và đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Đầy đủ rồi. Túi đeo loa này, sạc này và dây sạc có điều khiển này. Và giờ mót này, giờ mót có đầy đủ nhé các bác nhé. Đấy. Và loa là loa mới tinh nhé các bác nhé. Đấy. Thì bây giờ các bác, anh em sẽ thử test một cái loa nào đó ở trong này đi. Đây, test con này nhé các bác, cho bác thấy âm thanh này. Cho bác sướng này. Chơi nhé. Thấy chưa? Âm thanh này sống động, thực tế là như vậy nhé các bác, không nghe nhầm đâu các bác, nhanh tay liên hệ với số hai đầu số bên shop để được shop được gửi hàng cho các bác sớm nhất và nhanh nhất. Và chiên các bác, cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn các bác ở video sau. Chúc các bác một ngày đi sân bẫy hiệu quả nhé. Cảm ơn các bác.